Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hiện tại thương lái vào tới tận vườn để tranh mua sầu riêng trái mùa. Thương lái thuê cò vào tận vườn để săn lùng sầu riêng đang khan hiếm với mức giá dao động từ 135.000 cho tới 145.000 đồng mỗi kg. Thủ phủ sầu riêng Tiền Giang những ngày này nhộn nhịp cảnh nhân công vào vườn thu hoạch. Sầu riêng sau khi hái sẽ được gánh hoặc đẩy bằng xe cút kích đến điểm tập kết. Do đường quê nhỏ hẹp, sầu riêng tiếp tục được cho vào các giỏ sách, chở bằng xe máy ra đường lớn, lên xe tải về kho phân loại. Đang đầu vụ nghịch mùa, sản lượng sầu riêng còn hạn chế nên cách một tuần trước khi thu hoạch, các thương lái địa phương đều vào tận vườn đặt cọc thu mua với giá dao động khoảng 135-145.000 đồng một ký. Anh Quân, thương lái tại xã Cai Lậy cho biết, mỗi ngày dừa của anh thu mua 2-5 tấn sầu riêng ở Cai Lậy, Cái Bè và Chợ Lách Bến Tre với giá cao nhất là 135.000 đồng mỗi ký. Ngoài ra, để đủ nguồn hàng, thương lái còn thuê cò là những người dân địa phương vào vườn tìm mua sầu riêng với mức phí là 1.000 cho tới 1.500 mỗi ký. Ông Linh 55 tuổi ở Phú Quý, thị xã Cai Lậy cho biết gia đình có 4.000 m², sầu riêng giống mỏn thon 8 năm tuổi. Hai vụ trước ông đều trồng sầu riêng nghịch mùa cho năng suất cao, 4 công đạt khoảng 10 tấn quả, bán với giá từ 70-85.000 đồng một ký. Trừ chi phí, gia đình thu lợi nhuận từ 500 cho tới 600 triệu đồng một vụ. Năm nay do thời tiết mưa nhiều vào ban đêm, việc xử lý ra hoa khó khăn, 4 công sầu riêng chỉ đạt năng suất từ 8-8,5 tấn. Dù vậy, nguồn hàng khan hiếm, sầu riêng của vườn ông Linh được thu mua với giá là 130.000 đồng một ký, gần gấp đôi so với những năm trước. Trừ chi phí phân thuốc, công chăm sóc khoảng 200 triệu, gia đình có lời khoảng 900 triệu đồng. Các nhà vườn cho biết trước đây thường trồng sầu riêng thuận mùa. Tuy nhiên, những năm gần đây diện tích cây trồng này trong vùng lẫn các nơi khác tăng cao. Nhiều nhà vườn vì thế đã thay đổi chiến thuật sang trồng nghịch vụ. Dù kỹ thuật xử lý phức tạp, nhiều bất lợi do thời tiết, bù lại sẽ bán được giá cao hơn. Ông Võ Văn Men, chi cục trưởng trồng trọt và bảo vệ thực vật Tiền Giang cũng nhìn nhận do thời tiết bất lợi nên sản lượng sầu riêng vụ này không đạt như các năm trước. Sầu riêng miền Đông đã hết vụ, cao điểm thu hoạch nghịch vụ còn khoảng 1 tháng nữa, dẫn đến khan hiếm nguồn hàng. Cũng theo ông, do giá tăng vọt, thời gian qua một số nơi có tình trạng nông dân lẫn thương lái thu hoạch sầu riêng non không đạt tiêu chuẩn. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Tiền Giang đã có nhiều khuyến cáo nhà vườn lẫn đơn vị thu mua, không vì lợi ích trước mắt làm ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín của sầu riêng địa phương. Tiền Giang có gần 18.000 hectare sầu riêng, tập trung chủ yếu tại các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, thị xã Cai Lậy. Trong đó, hơn 10.000 hectare đã cho trái với năng suất trung bình, đạt 26,4 tấn trên 1 hectare, sản lượng gần 300.000 tấn mỗi năm. Sầu riêng Tiền Giang đã được cấp 72 mã số vùng trồng, với tổng diện tích là 2.600 hectare. Từ nay đến tháng 1 năm sau, nông dân sẽ thu hoạch sầu riêng nghịch vụ với sản lượng bình quân là 200.000 tấn. Một vài thông tin về thị trường sầu riêng gửi đến bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.